Đây là lý do lớn nhất mà những bé ăn được nhưng mà không tăng cân. Nhớ nhá, ăn được nhưng mà không tăng cân. Bạn ơi, tại sao con em ăn tốt lắm nhưng mà nó chẳng lên lạng nào cả? 2 năm nay nó chưa lên tí nào cả, đúng không ạ? Và video này bạn sẽ chỉ ra lý do tại sao con bạn này ăn được mà không tăng cân. Ở đây, chúng ta đang nói đến là bé ăn được nhưng mà không tăng cân. Thì bạn đã chỉ ra mấy vấn đề như thế này. Thứ nhất là bé ăn được theo quan điểm của các bạn ấy là bé ăn được 1 2 bát cơm là ăn được, đúng không? Và lúc nào mình thấy nó cũng đồ ăn đúng không? Nó ăn vặt nhiều ấy. Trong nhà bánh kẹo, bánh quy, bánh gạo, cứ nhắc cái là thấy nó ăn thì mình nghĩ rằng nó ăn được, đúng không ạ? Thì trong cái tình trạng như vậy là bé ăn được nhưng mà không đủ dinh dưỡng, tức là cái bữa ăn nó rất là nghèo dinh dưỡng. Còn trong trường hợp mà bé bị vấn đề về tiêu hóa nhé, bị táo bón, bị tiêu chảy, số quan ấy, thì những bé như vậy thường là ăn kém, thường là bị biếng ăn. Thế thì khi mà bác Đạt hướng dẫn các bạn về cái vấn đề biếng ăn, các bạn thắc mắc rất nhiều và bác Đạt trả lời trong tin nhắn bạn ấy, thì bao giờ bác Đạt cũng yêu cầu các bạn là gì ạ? Gửi cho bác Đạt cái bữa ăn đa số này, đa số phải 80 đến 85% là các bạn cho bé ăn canh, đúng không? Thì cái bát cơm của bé nhé, bác Đạt thấy này, nó có nước canh trong đó. Đấy, canh đó có thể là canh bí đỏ, có thể canh thịt, có thể canh rau ngót, nhưng mà nó long bóng, đúng không? Cho nước vào đó, và ở đó ấy, nó có vài miếng thịt sát nhỏ nhỏ có thể út này, hoặc là vài miếng trứng, đúng không? Và con bé nhà bạn thì ăn rất nhanh, 10 phút con em ăn hết rồi. À, tức là bé ăn cơm mà chăn canh ấy, là bé nuốt chửng các bạn ạ. Các bạn ạ, bé nuốt chửng, các bạn nghĩ mà xem, ăn một bát cơm mà có canh nó ăn nó nuốt chửng trong vòng 5 phút hết bát cơm, thích không? Thích, đúng không? Mẹ cũng sung sướng rằng ồ đứa con mình dễ nuôi quá, nhàn quá, đúng không? Nhàn quá, tại vì mỗi lần cho ăn ấy là đánh vật nó. Các bạn phải hiểu rằng là những bà mẹ mà nuôi con mà con mình ăn ấy đánh vật nó luôn, cho nên là cái việc ăn nhanh ấy là vô cùng sung sướng, đúng không? Nhưng mà ăn như vậy nó không đủ dinh dưỡng. Tại vì sao các bạn? Nó ăn nó nuốt chửng, nó không nhai. Các cụ nói rồi, nhai kỹ thì no lâu. Bây giờ nó không nhai thì cái lượng nước và cái cơm nó đi vào dạ dày của trẻ thì nó làm cho dạ dày của trẻ nó căng lên. Dạ dày căng lên thì khi dạ dày căng lên thì nó kích thích cái trung tâm no ở trong não bộ của trẻ này, nó chỉ huy rằng ô bây giờ no rồi, đừng có thêm cái gì vào nữa, thế là trẻ bắt đầu ăn nữa. Đấy, nhớ các bạn nhá. Và cái tình trạng này nó khiến cho bé bị suy dinh dưỡng mà không tăng cân do không đáp ứng đủ năng lượng, đúng chưa? Cho nên rằng chúng ta dừng ngay lại cái việc mà cho bé ăn và chan canh, đúng không ạ? Chúng ta cho trẻ ăn cùng với các thành viên trong gia đình và ăn cơm nhá, ăn cơm và ăn không cơm chan canh. Có thể là lúc ăn ấy là lúc bé có thể nghe hoặc là bé có thể uống 1 2 thìa canh thì ok, không vấn đề gì cả, nhưng mà tuyệt đối là không đổ cơm với canh trộn lẫn với nhau để cho bé ăn. Ăn như vậy bé sẽ ăn rất nhanh, nó chửng, nó không nhai. Nó không nhai thì nó không cảm vị được mùi vị thức ăn và nó sẽ dễ mừng ăn. Và ăn như vậy thì thường bé sẽ xem tivi, xem smartphone và nó nghĩ cái gì nó ăn và ăn trong vô thức và nó không tiết ra được nhiều enzyme tiêu hóa đâu. Đấy, ngoài ra ăn như vậy nó sẽ không đủ cái độ đậm năng lượng cho nên bé không tăng cân. Ở đây là nếu là bé ăn được nhá. Còn có nhiều bạn bảo ô bác ơi, nó ăn được chăn canh còn hơn không được gì. Nếu mà bé mà không ăn được gì và chỉ chăn canh vào ấy, thì nó mới ăn đấy, đúng không ạ? Tức là bé đó là rơi vào tình trạng biếng ăn rồi. Bé nó biếng ăn, đúng không? Nó biếng ăn ấy, thì cho dù bạn có chăn canh hay là không chăn canh ấy, thì nó vẫn không ăn, đúng không? Cho mình hiểu rõ đây này nhé. Bé ăn được nhưng mà không tăng cân là do cái bữa ăn nó nghèo làm, tức là chúng ta chế biến gì ạ? Nó không đủ giá trị dinh dưỡng. Thứ hai là ăn chăn canh vào thì nó no bụng nhanh, thì nó không tăng cân, vậy thôi, không vấn đề, không có gì mà nó kinh khủng cả. Thì cách giải pháp như nào? Một là gì ạ? Nếu như bé ăn không đa dạng thức ăn thì các bạn phải sao ạ? Phải luyện, phải giới thiệu thức ăn cho bé, giới thiệu thức ăn khác nữa. Nếu như con bạn chỉ ăn trứng và ăn cơm không ấy thì bạn phải giới thiệu thêm cho bé ăn thịt, đúng không ạ? Ăn các loại thực phẩm khác, được chưa? Mình giới thiệu thế nào? Mỗi một bữa mình sẽ giới thiệu một lần. Thứ hai dạ, mình cho bé ăn cơm chứ không ăn canh chẳng nhé, ăn thì bé là không lớn đâu. Được chưa? Luyện thôi các bạn. Và khi mình luyện như nào ạ? Mình không được gì ạ? Mình không được cho bé ăn khô ngay lập tức mà phải giảm dần. Ví dụ trước bé ăn phải một cơm nó có rất nhiều canh và nó lóc bọng ấy nó mới ăn, thì bây giờ mình giảm bớt canh đi, cứ mỗi một bữa mình giảm bớt lượng canh đi, giảm bớt lượng canh đi, giảm bớt lượng canh đi, và đến khi mình cho bé ăn cơm hoàn toàn thì đấy là cách thôi. Đó là cách duy nhất, không có đi tắt đón đầu, không có ép bé, không có mắng bé, không có gì ạ, dọa bé là gì ạ, đừng có ăn canh nữa. Tức là mình mà làm thế là nó không ăn đâu mà nó khóc ấy, mà khi nó khóc ấy thì các bạn sẽ không chịu ở đâu, tại vì tình yêu của các bạn ấy, của gia đình các bạn dành cho con quá lớn, nó khóc nó không ăn ấy là cả nhà sốt ruột đấy, mà tất cả mà dồn tất sức ép các bạn ấy là lại cho canh tiếp, đúng không? Nên là mình phải giảm dần, đúng không ạ? Giảm dần canh, giảm dần canh, và đến khi mà nó ăn cơm thì mới thôi nhá. Phải luyện thôi, không cách nào khác đâu. Ok, thì đó là giải pháp, đó là vấn đề và đó là giải pháp của bạn. Nếu muốn con ăn được và tăng cân thì phải dừng ngay từ này. Nếu các bạn có cái kinh nghiệm nào đó để luyện cái việc mà ăn không canh ấy thì có thể chia sẻ dưới video này hoặc hỏi ở bác đặt dưới đây.
Bác sẽ làm video khác để trả lời các bạn và trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Và đừng quên sắp ra kênh YouTube Bác Đạt nha. Trên kênh có khoảng 1.000 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà Bác Đạt đã hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con nhàn hơn, con tăng cân tốt hơn và tiết kiệm rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Từ buổi kinh tế khó khăn này, tiết kiệm tiền và con khỏe đó là tốt nhất. Ở nhà nuôi con khỏe là mỗi tháng nó kiếm được 20-30 triệu rồi. Được chưa các bạn? Rồi, xin chào các bạn và chúc các bạn xử lý cái việc này thành công. Hãy ấn nút đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất về chăm sóc sức khỏe, về dinh dưỡng cho trẻ em. Để nuôi con không còn là nỗi vất vả, mà nuôi con là một hành trình hạnh phúc. Nếu có câu hỏi nào, các em hãy để lại bình luận dưới video hoặc gọi điện số hotline để được hướng dẫn nhanh nhất.